Vâng, xin chào bác đại biết kênh chia xe đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đạp mới về bên em, dòng Road Wheel của dòng Cherokee thương hiệu Mỹ. Và đây là một thương hiệu đến từ Mỹ mà chuyên sản xuất cho dòng những thằng xe đạp thể thao bên thị trường Nhật Bản. Và trước đây em đã có vài lần một chiếc như vậy, dòng Cherokee Sliva model S130. Và lần này em về thêm một chiếc nữa. Và theo giá em trên thị trường Nhật người ta khá là phổ biến về dòng xe Cherokee model S130. Và đây là một chiếc cũng là hiếm về bên em. Đây là một chiếc thứ hai về tại cửa hàng kênh xe đạp. Và đánh giá rất là cao về cái độ chiều của khung xe rất là bon. Và xe tổng thể đánh giá rất là mới nhá, tầm trên 90% xe, rất là bền. Và được rất nhiều người quan tâm về hỏi em về những dòng Cherokee trong thời gian vừa qua. Thì nay em về một chiếc đây. Vâng, thì lần trước em đã giới thiệu qua về cái model của dòng Cherokee thương hiệu Mỹ xuất trong thị trường Nhật. Thì đây là cái mẫu model chuyên sản xuất trên thị trường Nhật dùng cho bác nhé. Các bác lên trên mạng để tham khảo thêm. Thì các bác chỉ cần gõ vào Google Bicycle Cherokee.model, cũng đây model của xe S130. Thì nó ra những cái trang website của chính hãng của dòng Cherokee. Thì bên trên nước bên trên bác ấn vào trang web đầu tiên. Thì đây là cái mẫu xe Cherokee bên về bên em. Dòng Cherokee model S130. Giá rất là cao các bác nhé. Đây là chi phí vận chuyển bên nước ngoài người ta là 17.900.000, chưa chi phí phát sinh thêm. Và đây là đây bên dưới, bên phần dưới chi tiết mô tả của xe thì có cái video hướng dẫn của người Nhật, người ta hướng dẫn cho bác đây. Cảm ơn cho bác coi. Đây là người Nhật người ta giới thiệu về cách lắp tháo lắp đặt của xe đạp Cherokee cái model S130 bên em. Và được rất nhiều cái thị người rất nhiều người về bên thị trường bên Nhật Bản sử dụng. Giá rất là cao nhé. Và em về thêm chiếc nữa. Đây, tính tất cả website và những video đều hầu hết là của những cái thị trường bên Nhật người ta test xe, người ta giới thiệu qua. Vâng, thì như các bạn biết thì cái mẫu model này trước đây em có về một chiếc. Thì lần này em về với chiếc một chiếc Cherokee model S30 mới hơn so với chiếc lần trước. Và vẫn là cái tông màu trắng chủ đạo của xe. Đây là một cái tông màu mà khá là đặc biệt so với những người dùng trên xe, rất là thanh thoát và tinh tế. Cái màu trắng rất là nổi bật trên khung xe đó nhá. Người Nhật người ta thích rất màu trắng, cái màu xanh đây. Xe làm từ hợp kim nhôm aluminum, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng xe đạp thể thao. Nhôm siêu nhẹ và chiều, tất cả những cái chiều cao khung, khung ngang, khung đứng xe đều thiết kế theo cái mô hình tròn, rất là bo xe, nhìn rất là nhỏ gọn cho xe. Thì vừa nãy em mới giới thiệu qua thì đây là một cái mẫu xe mà được rất nhiều người bên Nhật Bản người ta đánh giá và giới thiệu trên video rất là cao, được tin tưởng ưa dùng. Mẫu model Cherokee S130, các bác có thể lên trên mạng tham khảo thêm về cái mẫu này. Rất là ít và em được một chiếc Cherokee mà còn độ mới như vậy lắm nhá. Em đánh giá tầm 90% xe. Và bên dưới khung xe thì nó có website chính hãng của xe Cherokee. Đây các bạn nhìn đây, cherokeebicycle.com. Và trên khung xe thì nó có hiện lên ngay là cái chiều cao khung đứng của size xe là size 52. Nhưng mà chiều cao đúng của xe 52. Nhưng mà cái vòm xe thiết kế này thì em đánh giá là khoảng người trên 1m65 đến trên 1m7 đi vừa lắm nhá. Đây là một mẫu Cherokee xuất sang thị trường Nhật Bản mà em đã giới thiệu cho các bác những video trước và lần này em về thêm chiếc nữa. Được đánh giá rất là cao về cái độ bền và tiêu chuẩn của người Nhật thì các bác biết rõ, rất là khắt khe. Cổ phốt ghi đông nhôm của chính hãng Cherokee rất là sáng và bóng. Tay cuốn người dùng cũng làm tay cuốn màu trắng không bác nhé. Xe sử dụng với bộ tay lắc chính hãng 8 speed, 8 tốc độ. Bên tay phải em được sử dụng với 2 tầng đĩa cũng là tay lắc chính hãng với bản theo xe. Và xe sử dụng với cặp phanh 3 mảnh của dòng thông thường, những dòng xe cuộc đua thông thường khác. Vành đai kim, vành xe đua, chính hãng của Cherokee. Vành nhôm hai lớp bản to bản 5 phân thôi nhé.
lốp còn rất là mới, đây lốp này, lốp còn vẫn còn cái bề mặt cái lốp vẫn còn nguyên theo xe đây, xe rất là ít sử dụng. Đằng trước cái khung xe thì em giới thiệu thêm, đây là cái mã vạch tiêu chuẩn của những người Nhật, người ta đề ra đây, thắt trên khung xe, mã số sơ đi của khung xe. Kích thước lốp là 700x23C, vẫn là kích thước khá là cơ bản so với những cái dòng rốt cuộc đua thông thường khác. Cọc yên nhôm, nguyên bản cho xe cọc yên nhôm màu trắng, bản phôi của dòng xe nhôm Chia Ke chính hãng nguyên bản theo xe. Yên là yên chính hãng của Chia Ke nhé, yên trắng, yên da trắng chính hãng nguyên bản theo xe, yên da Chia Ke. Xe tốt lên một vẻ tinh tế rất là nhã các nhá. Hầu hết những người Nhật người ta thích dùng những cái màu tông màu sáng, tông màu trắng là tông màu chủ đạo của họ. Đây là cái mẫu Chia Ke F130. Các bác có thể lên trên mạng tham khảo thêm về cái mẫu mã model rốt này. Sử dụng với đùi đĩa chính hãng của Slowik và Rowy. Đùi đĩa nhôm 2 tầng. Gạch đĩa chính hãng của Shimano. Củ là Shimano. Xe sử dụng với 8 tầng lip. Đây bác nhìn đánh giá bác xem em quay rõ bác nhìn này. Lip và xích nó rất là mới, nguyên bản theo xe. Lip trắng không nhá. Đằng sau sử dụng với cặp vành chính hãng của theo xe, cũng là chỉ của Chia Ke. Và lốp cũng còn rất là mới. Lốp sau là lốp 700x23C. Các nhìn là tổng thể xe rất là xuôn xe và xe rất là nhỏ gọn. Chiều cao đứng là size 52. Thì các bác từ 1m65 đến trên 1m7 và đi vừa chiếc xe. Và đây là được sử dụng cho cái thị trường Nhật Bản, người ta rất là tin dùng, người ta dùng những cái dòng mẫu của Chia Ke S model F130 nhá. Và bây giờ xin mời đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Và bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe lên lip. Xe sử dụng cái 8 tầng lip chính hãng là theo xe, lip còn rất là mới. Và chuyển động của rất là mượt mà các nhé, dòng xe cuộc đua Chia Ke thị trường Nhật Bản tin dùng. Đây phải em sử dụng với 2 tầng đĩa, đùi đĩa nhôm, đùi đĩa lên đĩa rất là mượt mà trơn tru, và hầu như hoạt động của xe không hề một chi tiết nhỏ nào cả, rất là bon. Đây là cái mẫu Chia Ke F130 mà em đã giới thiệu qua cái video lần trước, đánh giá rất là cao, rất nhiều các bác tin tưởng và tin dùng cái mẫu dòng Chia Ke này. Thì lai về một chiếc đây, mảnh giá rất là mới nhá, tầm trên 90% xe. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Chia Ke model F30 trong thị trường Nhật Bản. Và lần này em về chiếc xe đẹp hơn so với chiếc lần trước là tầm 90%. Mẫu mã rất là đẹp và giá thành ở bên Nhật rất là cao ấy. Em đã giới thiệu qua các video lần trước rồi. Và xe giá rất tốt bên em chỉ với 6.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kênh Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Mời hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên... Và các bác lên trên YouTube tìm kiên đồ cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các bác liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424 và nhấn đăng ký theo cái kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.